Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, cơ quan an ninh điều tra Công an quận Thủ Đức đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn, hay còn được biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng. Ngày 16 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên từ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin, cơ quan an ninh điều tra Công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng. Nguồn tin cho biết, việc truy tìm này liên quan đến một đơn tố cáo. Huấn Hoa Hồng bị Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn phường 22. Sau khi xác minh lý lịch, Công an phường 22 đề xuất cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 22 ra quyết định đưa Huấn Hoa Hồng đi cai nghiện bắt buộc. Huấn Hoa Hồng được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng nhờ hàng chục video livestream trên Facebook để khoe tiền vàng với những lời nói thái độ ngông nghênh. Huấn cũng có mối quan hệ thân thiết với hàng loạt các giang hồ mạng đình đám như Quang Rambo hay Khá Bảnh. Công việc chính của Huấn là làm nghề cho vay và kinh doanh dịch vụ từ Facebook. Đáng nói, các trang fanpage hoặc video do Huấn Hoa Hồng đăng tải lên mạng thu hút sự chú ý rất lớn của bộ phận giới trẻ. Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo ngại vì có thể gây tác động xấu đến việc hình thành nhân cách của những thế hệ tương lai. Cuối tháng 4 năm 2020, Huấn Hoa Hồng phát hành hai cuốn sách Dễ Làm Giàu với gương mặt bản thân trên trang bìa. Tuy nhiên, nhà xuất bản in trên hai cuốn sách thực tế không tồn tại. Cục xuất bản sau đó đã vào cuộc làm rõ nghi vấn sách lậu của Huấn Hoa Hồng. Giang hồ mạng này sau đó đã lên tiếng xin lỗi và dừng việc phát hành, quảng bá cũng như giao dịch các cuốn sách. Gần đây nhất, vào đầu tháng 6 năm 2020, Huấn Hoa Hồng cho ra mắt video được giới thiệu là MV ca nhạc với nội dung và những cảnh quay đậm chất giang hồ. Tuy nội dung video phê phán thói cờ gian bạc lật, nhưng nhiều người xem cho rằng thực chất MV này đang quảng cáo cho một web cờ bạc. MV của Huấn Hoa Hồng sau đó đã bị YouTube xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Ngay sau đó, Huấn Hoa Hồng đã gỡ bỏ quảng cáo và đăng lại MV.